Sau một tuần trình xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay về một cái lô cần số Super Si Bóng nha anh em nha. Loại này thì chắc cũng anh em cũng biết rồi, mình giới thiệu mấy lần rồi. Hàng Việt Nam xuất khẩu nha anh em nha. Loại này là chỉ có duy nhất là của cái con Rimlo 99 và một cái con đó là Super phiên bản đặc biệt kỷ niệm á, thì nó mới có cái loại này thôi, có cái cần Super Si Bóng hai đầu bằng này thôi. Bởi vì những cái con cần số Super khác thì nó sẽ là cần số Super hai đầu bằng nhưng mà nó Si mờ. Nó Si nó mờ đuôi à. À, như con này anh em thấy nó Si bóng không? Bóng loáng nè. Còn những con cần số Super khác nó sẽ Si mờ 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 đây chứ không bóng nha. Si mờ khác hoàn toàn luôn. Này nó Si bóng giống như rim Thái vậy đó nè. Và cái này chỉ có trên hai đời thôi. Một là cái đời của cái con rim lùn đời 99 đó nè. Rim lùn cá mập đời 99 á. Thứ hai là cái con Super rim phiên bản đặc biệt. Đó, thì có hai con đó là có thôi. Còn những con Super khác từ 201 trở đi đó nè. Là nó xài cần số Super hai đầu bằng CM hết. Còn những cái con mà trở về đời trước thì nó xài cần số giống như rim Thái vậy đó, một đầu nhỏ một đầu bằng ha. À, nhà con này hai đầu bằng nè, cái đầu này với đầu này gọi là hai đầu bằng này nè, thấy không? Hai cái đầu hai đầu bằng, nó không có cao cao su. À, còn cái ngày xưa thì nó sẽ có một đầu là cao su, một đầu là đầu đạp đó. Gai này đẹp cực kỳ luôn em ơi. Con này là hàng chính hãng nha anh em nha. Hàng chính hãng nha. Đó, mình về một lô đây khoảng được 100 cây anh em nên thoải mái cho anh em mua luôn. Cái này hiếm lắm, không có nhiều đâu. Tại sao lại nói về là một lô 100 cây là nhiều rồi, tại vì cái này nó hiếm lắm, ít về được nhiều lắm anh em. Đó. Nè thấy không? Đẹp cực kỳ nha. Cái này nó là từ trong nhà máy sản xuất nó xin ra như vậy nha anh em nha. Cho nên là cái giá nó tốt, nó 200.000 một cây thôi, chứ còn thực sự cái cây này mà anh em kêu mua cái cây cần số Super về xong đi xin lại bán 200 là lỗ sặc máu anh em ơi. Vì xin một cái cây này á, xin ít nhất phải 50.000 thì xin cái cây này. Mà anh em biết rồi, cần số Super nó đâu có rẻ đâu anh em, cần số Super trong hãng ra nó bán 200 mấy á. Thành ra là kêu mà ai kêu mà đặt lấy cần số Super DC lại để bán ra thì nó thẳng với anh em luôn, bán không nổi đâu. Vì anh em nhìn nè, nhìn cái gai này là anh em đã biết nó là đồ jean rồi. Này, thấy không? Nhìn cái chất của nó là anh em biết là chất đồ jean. Đó, mà anh em nghĩ sao lấy cần số Super DC lại thì nó rất là mắc ha, không bán nổi giá 200 đâu. Với lại cái này đặt nhập số lượng lớn thì đặt trực tiếp từ trong nhà máy ra cho nên là cái giá nó rất là tốt. Và cái loại này anh em sẽ không thấy bán ở ngoài thị trường bởi vì cái loại này là cái loại xuất khẩu nha. Nó còn có một loại là hàng Honda xuất khẩu, nó chắc ít anh em biết. Anh em nghĩ là hàng Honda Việt Nam nó chỉ bán trong nội địa đúng không? Nhưng mà nó có cả xuất khẩu nha anh em nha. Thì cái này là cái cần số dạng xuất khẩu nha anh em nha. Thì nó sẽ ít hay bán trong nội địa Việt Nam. Đó, cái giá của nó thì cũng xuất khẩu thì cũng tê lắm anh em, nhưng mà đàn bán cho anh em ra thị trường thì chỉ có 200.000 một cây thôi. Đó, bao đẹp luôn, mới tinh 100% nha anh em nha. Nó xung Si bóng đẹp lắm, cây nào Si bóng nhìn căng đét luôn. Đó. Nhìn nó căng lắm anh em, nhìn nó căng dữ lắm. Nó lên xe nhìn nó căng không thua gì mấy cây rim Thái. Đó, cây Super thì đặc điểm của nó là nó bị Si mờ, cho nên là nhìn nó không có căng như những cây rim Thái. Rim Thái nó Si bóng như thế này, cho nên là lên xe nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là căng. Nhìn nó cái dàn chân nó long lanh lấp lánh đẹp lắm. Còn Super thì nó kiểu Si mờ. Thì nhưng mà anh em chơi cây này vô thì vừa độc, hàng hiếm. Dân chơi nhìn nó biết hàng hiếm ngay. Thứ hai á là cái cây này á thì nó đạp nó dễ hơn, nhiều anh em cho rằng cây đạp nó dễ hơn tại vì hai cái đầu bằng đạp rất là dễ. Cây cần số Super rim Thái thì đôi khi nhiều anh em kêu là đạp nó khó tại vì một cái đầu cao su nó nhỏ quá, đạp anh em đạp không khoái mất. Cây này thì đạp ngon hơn thì tùy anh em, với lại cây này thì nó bóng lắm, cái bản nó to hơn bản rim Thái anh em, bản hai bên này nó hai đầu đều to hết thì nhìn nó bóng lên xe nó rất là đẹp nha, lên xe nó ánh dữ lắm. Mà giá thì 200.000 thôi, chỉ bằng một hai tô phở thôi là ok, bằng anh em mua được cái cần số này rồi. Mà này hàng hiếm nha anh em nha, không phải lúc nào cũng có và về thì cũng về ít lắm chứ không về nhiều được đâu. Cho nên là nếu mà anh em cần thì anh em tranh thủ mua nha. Đó, rất là đẹp. Mới 100% full bọc hết nha anh em nha. Đây. Mới 100% trong bọc hết này, thấy không? Thì là về anh em yên tâm, xé bọc chơi sạch sẽ và xe là bao ok luôn. Cái này thì dễ rồi, anh em tự hay tại nhà được nha. Chỉ cần gỡ con ốc ra rồi rút cái cây cũ ra, nhét cây mới này vào bắt ốc là đi thôi. Đó, thì cái đầu bằng gai thì đẹp lắm. Gai này chê rồi nè, đẹp dày lắm nha anh em nha, dày lắm, bóng cực kỳ luôn. Cái này ở ngoài, ở trong hình này nó bóng một anh em, chứ ở ngoài nó bóng 10 luôn á. Ở ngoài nó bóng dữ lắm. Sáng này anh em thấy nó sáng lên không nè, ở này thấy nó sáng lên chưa? Đó, ở ngoài nó rất là sáng, rất là bóng luôn. Thì và cái bản của nó cũng rất là dày nha, cái bản này của nó cũng rất là dày, không thua kém gì cái loại rim Thái đâu nè. Còn so với những cái Super CM thì không có cửa với cái này đâu. Mấy cây Super CM mà để gần cạnh cây này á là nhìn nó giống như kiểu là vịt với lại thiên nga vậy, tại con này nó bóng nó sáng lên, còn cái con CM cái nó cứ mờ mờ, nó tối thui à, nhìn không có đẹp bằng nha anh em nha. Đó, gai đầu gai này kia nhìn đá thì thôi rồi ha,
phải nói luôn. Anh em sử dụng thì rất là ngon, với lại giá, đặc biệt là cái giá rất quá tốt rồi anh em ơi, 200 ngàn một cây à. Thì anh em mua về anh em xài chán anh em bỏ vẫn được, chả sao, 200 ngàn quá rẻ ha. À, đó, nó chỉ cỡ mấy cây hàng Việt cây quá rẻ hơn. Tại vì Đạt thì Đạt bán thì lúc nào anh em cũng biết bán giá quá tốt rồi. Thì anh em nào cần thì liên hệ nha, lấy số lượng có bớt cho anh em luôn. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.